Thưa quý vị, trong chương trình Mặt trời bé con hôm nay của chúng ta sẽ xuất hiện không phải chỉ có một mặt trời bé con, mà có tới hai mặt trời bé con. Đó là hai anh em đến chúng ta từ Ninh Hòa, Khánh Hòa. Hai anh em Phong Bảo, Đại Phong, xin mời. Rồi, xin chào. Rồi, mình ngồi đây đi. Rồi. Phong Bảo và Đại Phong như chúng tôi giới thiệu là hai anh em ruột. Các cháu có thể tự giới thiệu về mình như thế nào với khán giả đi. Dạ, con xin chào khán giả. Con tên là Huỳnh Phong Bảo. Năm nay con học lớp 7, trường Trung học cơ sở Phạm Ngũ Lão. Và Đại Phong. Dạ, con học lớp 3, trường tiểu học Hưng An. Gia đình mình gồm có mấy người? Dạ, gia đình con gồm có 4 người. 4 người. Bố làm nghề gì? Dạ, bố con bị bệnh nằm liệt một chỗ. Nằm liệt một chỗ? Dạ. Bị lâu chưa? Dạ, hơn 4 năm. Hơn 4 năm? Dạ. Thế còn mẹ? Dạ, mẹ con thì bị bệnh tim. Mẹ bị bệnh tim? Dạ. Và mẹ làm nghề gì? Dạ, mẹ con làm nông. Làm nông? Dạ. Một ngày của hai cháu diễn ra như thế nào? Dạ, một ngày thì hai anh em con đi học xong rồi vừa học bài xong rồi làm công việc nhà phụ với mẹ. Kể cho bác xem là Phong Bảo thì làm được những gì giúp mẹ nào? Dạ, con làm những công việc như là quét nhà, rửa chén, lau nhà, giặt đồ, rồi nấu cơm, rồi nấu đồ ăn. Thế các con có phải phụ giúp để làm thêm cái gì để cho bố mẹ có thêm nguồn thu nhập không? Dạ có, con làm lúa mướn rồi nhiều lắm. Ví dụ như nhà người ta xây nhà thì con tới lên gạch phụ. Người ta gọi đi phụ hồ đúng không? Dạ. Mẹ thì làm nghề nông. Dạ. Thế bố con trước làm nghề gì? Dạ, bố con cũng đi đánh nhạc rồi làm thợ hồ. À, thế tức là bố con cũng là có thêm một cái nghề phụ nữa là nhạc công. Dạ. Thế hai con có biết chơi nhạc không? Dạ biết. Tức là bố có dạy cho mình á hả? Dạ không. Thế thì ai dạy? Dạ không ai dạy. Thế làm sao biết? Dạ cô con tự học ra đánh. Tự học tự đánh á? Dạ. Tự học tự đánh bằng cách nào? Lúc đó là con đem mê quá thì con lượm những đồ phế liệu như là lon rồi sơn rồi đó thì con gỡ chơi. Tức là tự mày mò tự đánh thế thôi? Dạ. Mà bọn con chơi nhạc cụ gì? Dạ con chơi guitar bass, guitar điện, organ, trống. Guitar bass, guitar điện, organ, trống. Dạ. Thế còn còn Đại Phong? Dạ con chơi organ với trống. Organ với trống? Dạ. Thế bọn con tập xong là có hai anh em có hay chơi với nhau không? Dạ chơi nhiều chỗ lắm. Ví dụ như là đám cưới trong quán cà phê, sinh nhật, rồi liên hoan tiệc tùng gì đó. Thế thì những cái nhạc cụ đấy là mua ở đâu? Lấy đâu dạ, tiền mua? Dạ con không có mua, người ta tới người ta thấy con gõ bằng những đồ phế liệu xong người ta tới người ta tặng con. Thưa quý vị, theo một cái diễn biến thông thường ấy thì sau khi học xong đại học hoặc là trung cấp hoặc là học nghề xong thì mới ra đời để mà lao động, để mà kiếm cho mình những đồng lương đầu tiên. Còn Phong Bảo và Đại Phong, một cháu 12 tuổi, một cháu 8 tuổi đã phải phụ giúp cha mẹ. Hôm nay thì mẹ hai cháu cũng ở đây, rất là muốn được đôi lời chia sẻ với chị. Chị có thể nói một chút gì về gia đình mình không ạ? Xin thưa với ban giám khảo là mẹ nó bị bệnh tim, nó cũng nói ra những cái lời mà gia đình cũng như gặp chuyện không may, nó dở bị xúc động. Dạ. Thì cũng như tôi là bà nội cũng thay mặt gia đình, cũng như là bây giờ nói với ban giám khảo ở đây là hoàn cảnh của hai cháu rất là khó khăn, mà năng khiếu của hai cháu thì giờ có chương trình này thì cũng đỡ muốn vô tham gia để biết được cái có một cái tài năng của nó. Thì dạ. Cảm ơn chương trình. Vâng. Dạ, vâng. Cái mong muốn của gia đình cũng rất giản dị, rất là chính đáng. Khi mà muốn rằng con mình cũng được bình đẳng như những con cháu của những người khác, cũng được tham gia những cái chương trình mà chúng tôi tổ chức như thế này. Tôi ngồi tôi nói chuyện và tôi cứ ám ảnh ở cái sự khởi đầu của mỗi một con người. Tôi cũng 60 tuổi rồi. Cho đến hôm nay thì là tôi là đúng 2 tháng tôi nghỉ hưu. Và tôi đã nhận được 2 tháng lương hưu đầu tiên. Đến bây giờ tôi cũng nghĩ mãi là sẽ làm gì với 2 tháng lương, sẽ liên hoan hay sẽ làm gì, hay là sẽ
tổ chức một cái gì đấy để kỷ niệm. Thì trong chương trình hôm nay tôi đã tìm ra cho mình một cái cách xử lý 2 tháng lương đầu tiên. Bác sẽ tặng 2 tháng lương hưu đầu tiên của bác cho 2 cháu. Dạ, con biết không bác? Bác quyết định như vậy. Vâng. Mong các cháu vui vẻ nhận. Nó không nhiều đâu, nó không nhiều lắm đâu. Nhưng mà đấy là tấm lòng của bác. Đấy là điều mà bác muốn chia sẻ với các cháu, được không? Dạ, con cảm ơn bác. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhường sân khấu cho 2 tài năng nhí của chúng ta đến chúng ta từ Khánh Hòa. Hôm nay, trong chương trình Mặt Trời Bé Con thì chúng tôi lại muốn là các cháu sẽ đánh đàn đệm cho người khác hát, được không? Dạ, được. Đó là một ca sĩ thực thụ, một ca sĩ được rất nhiều khán giả yêu mến. Chúng tôi đã mời anh đến đây để tham gia hát trong cái sự đệm đàn và trống của 2 cháu Phong Bảo và Đại Phong. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Quốc Thiên. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu. Cảm ơn ca sĩ Quốc Thiên thật nhiều. Và cảm ơn hai cháu chắc chắn rồi, Phong Bảo, Đại Phong. Các bạn đã đem đến những giây phút thật là lắng đọng. Cho em xin nói một lời được không ạ? Được ạ, xin mời ạ. Thường thường thì các con đi đánh đám cưới đúng không? Dạ. Thì chú hồi xưa chú cũng đi hát đám cưới, chú biết là nhà đám sẽ đã gửi lại cho chúng ta một số tiền đúng không? Dạ. Thì ngày hôm nay chú sẽ tặng luôn cái phần cát xê của chú ngày hôm nay cho các con. Tại vì ngày hôm nay các con
chia sẻ một câu chuyện rất là nhiều, đối với chú rất là nhiều nước mắt, chú rất là cảm động và chú rất là thương hai con và chú rất là tà phục hai con, hoặc là đánh đàn rồi trống rất là chuẩn và chú không phải lo lắng gì nhiều khi mà hát. Đấy là chúng ta chưa tập nhá. Thiên và hai bé chưa tập một xác lần nhận, nào cả. Chúng tôi xác nhận đó là điều sự thật. Và chưa đây là lần hát đầu tiên ạ. Vâng. Xin gửi đến cho hai con một món quà nhỏ của chú nhá. Dạ, Phong Đài Bảo Phong. Dạ. Cảm ơn cô Thiên thật nhiều. Trước kia tôi rất thích bạn, bây giờ tôi càng thích bạn hơn vì nghĩa cử cao đẹp của bạn trong chương trình này Mặt Trời Bé Con. Và chúng ta sẽ chào hai quý vị Mặt Trời Bé Con của chúng ta rất đáng yêu tại đây cùng với ca sĩ Quốc Thiên. Chúng ta sẽ vẫy tay chào khán giả nào. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người.